Đây là những mẫu quần lớn nhé, tôi chia sẻ với các bạn cả quần nó chữ C các bạn nhé. Ở đây chúng ta có những dòng máy tích giác này, máy mực kim này, máy này máy đẹp chân này, máy này dùng bằng dây truyền tải. Tôi thấy máy này rất là đẹp. Máy này thì là máy điện tử này, điện tử các chỉ được máy trong và máy tích giác các bạn nhé. Đây là các mẫu quần, mẫu áo, rất nhiều mẫu đẹp. Mẫu này để chúng ta có thể may và sản xuất ra. Mẫu này mẫu áo trong suốt này. Rất nhiều mẫu điệu đà và đẹp các bạn nhé. Mẫu này đẹp. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, like, share, subscribe để nhận video mới nhất của mình nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye.